Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Bức tranh vẽ theo nhạc là một bức tranh độc đáo mang phong cách trừu tượng. Bức tranh biểu đạt cảm xúc của người vẽ theo những giai điệu âm nhạc bằng đường nét, bằng màu sắc. Hôm nay, các con hãy trải nghiệm cách vẽ thú vị này. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu, trải nghiệm qua bài học mỹ thuật lớp 4, chủ đề 7, vũ điệu của sắc màu. Bài học gồm 2 tiết. Tiết 1, tìm hiểu về cách vẽ theo nhạc, trải nghiệm cách vẽ theo nhạc. Tiết 2, sáng tạo hình ảnh dựa trên nền của bức tranh vẽ theo nhạc. Các con cần chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, thước kẻ, kéo, hồ dán, băng dính cho bài học ngày hôm nay. Chúng mình cùng nhau học tiết 1. Vào tiết học này, các con cần đạt được mục tiêu biết cách lắng nghe và vận động theo giai điệu của âm nhạc, chuyển âm thanh và giai điệu thành những đường nét và màu sắc biểu cảm trên giấy. Nhận ra được những hòa sắc nóng, lạnh, tương phản, đậm nhạt trong bức tranh vẽ theo nhạc. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn để hiểu rõ hơn về cách vẽ theo nhạc.
Chúng mình đã được quan sát cách hướng dẫn vẽ theo nhạc. Bây giờ, các con hãy trải nghiệm cách vẽ thú vị này.
màu sắc, đường nét trong bức tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc, đẹp và sinh động. Có những bức tranh đường nét mềm mại, màu sắc lung linh, huyền ảo. Có những bức tranh rực rỡ màu sắc, đường nét mạnh mẽ, khỏe khoắn, mang đến cho người xem cảm xúc và sự tưởng tượng khác nhau. Có nhiều hòa sắc trong tranh, nóng, lạnh, tương phản. Có thể tưởng tượng được những hình ảnh dựa trên đường nét và màu sắc trên bức tranh đó. Bây giờ, các con hãy quan sát lại bức tranh của mình. Tìm ra các phần màu có hòa sắc nóng, lạnh, tương phản, đậm nhạt. Các con hãy sử dụng khung giấy hình chữ nhật để lựa chọn phần màu sắc mình thích trên bức tranh và tưởng tượng ra những hình ảnh có ý nghĩa. Các con hãy chia sẻ tưởng tượng từ những bức tranh vẽ theo nhạc với mọi người xung quanh mình. Tiết học hôm nay của chúng mình đã kết thúc. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, sáng tạo hình ảnh dựa trên nền của bức tranh vẽ theo nhạc. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, giấy bìa, màu vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo cho bài học ngày hôm sau. Chào mừng các con quay trở lại môn học mỹ thuật lớp 4, chủ đề 7. Vũ điệu của sắc màu. Tiết 2. Ở tiết học này, các con cần đạt được mục tiêu phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo trong quá trình tạo ra bức tranh biểu cảm mới từ đường nét, màu sắc trong bức tranh vẽ theo nhạc. Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Các con cùng nhau đi tìm hiểu cách thực hiện. Cách sáng tạo các hình ảnh trên nền bức tranh vẽ theo nhạc. Các con có thể thực hiện theo hai bước sau. Sau khi cắt rời phần tranh đã chọn, dựa vào những hình ảnh đã tưởng tượng và những đường nét, màu sắc trên nền bức tranh, vẽ thêm đường nét và màu sắc mới để làm rõ hơn những hình ảnh đã tưởng tượng. Bước 2. Làm khung cho bức tranh mới hoàn thành. Các con hãy cùng theo dõi một đoạn video ngắn để hiểu rõ hơn về cách thực hiện. Thank you.
Bây giờ là thời gian thực hành của các con. Nội dung thực hành là sáng tạo hình ảnh dựa trên nền của bức tranh vẽ theo nhạc. Trước khi thực hành, các con hãy quan sát một số sản phẩm tham khảo của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho sản phẩm của mình. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các con hãy chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình với mọi người xung quanh. Cô gợi ý cho các con bằng các câu hỏi sau. Sản phẩm của con có tên là gì? Con hãy giới thiệu về hình và màu sắc, cách thể hiện trong bài vẽ của mình. Con nêu cảm nhận về bài học ngày hôm nay. Các con cùng nhau đi tìm hiểu nội dung vận dụng, sáng tạo của bài học. Các con hãy quan sát hai hình ảnh sau, tham khảo để sáng tạo các sản phẩm khác theo ý thích từ phần còn lại trong bức tranh vẽ theo nhạc chưa sử dụng hết. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi, cũng là kết thúc chủ đề 7. Bài sau, các con chuyển sang chủ đề 8, sáng tạo với những nếp gấp giấy. Các con hãy chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, hồ dán, bìa, kéo, dây sợi, len, khuy áo. Chúc các con sẽ sáng tạo ra sản phẩm độc đáo. Hẹn gặp lại các con.